Quý vị và các bạn thân mến, trời sinh mỗi người một số mệnh, vì vậy không phải ai từng trải qua nghèo khó thì sẽ sống một cuộc sống như thế suốt đời. Tử vi học có nói, năm con giáp tưởng rằng khó có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ, nhưng bất ngờ lại được Thượng Đế ban nhiều phước đức, cuộc sống khổ tận cam lai, không những có thể vực dậy được tinh thần sau những lần vấp ngã, và còn có khả năng xây dựng được một cuộc sống sung túc. Đời người từng trải qua nhiều giai đoạn, và mỗi giai đoạn có thể gặp được nhiều cơ hội tốt đẹp, nhưng cũng có lúc họ sẽ phải đối mặt với những sóng gió lớn, buộc phải mạnh mẽ hơn để vượt qua. Đây là năm con giáp được thần tài che chở, ban lọc giàu to, và bất ngờ vào thời điểm 10 ngày cuối tháng mà chính họ cũng không thể lường trước được. Năm con giáp này sinh ra có thể nghèo khổ vất vả, nhưng đó chỉ là tạm thời. Chắc chắn họ sẽ thay đổi giàu to bất ngờ khi được Thượng Đế ban nhiều phước đức, cuộc sống khổ tận cam lai, mua nhà, mua đất, mua xe, sung túc, hạnh phúc đủ đường. Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh nhất định, có những người dù xuất thân nghèo khó nhưng nhờ được sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nên đã được đền đáp xứng đáng. Cùng xem đó là những con giáp nào, hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi thì khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác, là những người thông minh, ham học hỏi, có mưu trí nhanh nhẹn, và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp ăn nói, là người biết hưởng thụ cuộc sống mà không khiến cho bản thân phải rơi vào tình trạng buồn khổ. Người tuổi Hợi đa phần là những người có nhiều nguồn năng lượng tích cực, vô tư và vui vẻ. Đa phần là những người hiền hòa, dám làm, dám chịu và tính tình dễ mến. Tuy nhiên, vì sự vô tư quá mà đôi khi họ làm mất lòng người xung quanh và dễ bị cho là vô tâm. Trong công việc thì tuổi Hợi là những người làm việc gì cũng chuyên tâm, tâm địa thiện lương, rất kiên cường và khá bản lĩnh. Gặp khó khăn thì họ không dễ bỏ cuộc mà dám đương đầu, là người rất trọng tình nghĩa, thẳng thắn, không quá câu nệ. Họ là người suy nghĩ khá là đơn giản nên ít hay hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán quá chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp mà không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác. Họ có ý chí nên không quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm trêu chọc. Vì vậy, có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời đều có kế hoạch, cũng có thể sống yên vui. Bước sang tháng 5 âm lịch, đặc biệt là 10 ngày cuối tháng, những con giáp tuổi Hợi sẽ nhận được thành quả từ sự cố gắng từ đầu năm. Mọi may mắn thuận lợi sẽ bước sang một ngưỡng mới. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh vô cùng vượng tài, không cần lo lắng nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến cho mình chịu khổ. Tuổi Mùi. Về những người tuổi Dê thì hầu hết các công việc đều chăm sóc chu đáo, có chí khí mãnh liệt trong nghiên cứu sáng tạo, song cũng có dã tâm lớn. Phần lớn phụ nữ tuổi Mùi có tính nết ngoan ngãn, dịu hiền, thích sống lương thiện thành thực, có lòng chính nghĩa và có sự đồng cảm, thích đi du lịch đó đây. Đặc biệt đó là phong cảnh sơn thủy hữu tình rất hấp dẫn họ. Người tuổi Mùi đa phần có phong cách nho nhã, thích hài hòa với hoàn cảnh, có lòng khát khao gia nhập các đoàn thể. Số đông thì nội tâm kiên định, khẳng khái và tràn ngập một tình yêu sâu sắc đối với những gì mà bản thân hứng thú. Người tuổi Mùi tính tình ôn hòa nhưng tư tưởng lại bảo thủ, lối suy nghĩ kém phần mới mẻ. Tuy nhiên thì tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên người tuổi Mùi kết hợp làm ăn với tuổi nào để sự nghiệp thành công? Nhìn chung thì người tuổi Mùi không gặp khó khăn lắm về kinh tế, tuy nhiên họ chỉ có thể sống ổn định, đủ ăn, chứ không trở thành những người giàu có bạc tỷ. Với tính cách của mình, nếu người tuổi Mùi biết chuyên tâm vào công việc thì cũng có thể tay không phất lên. Nếu biết tận dụng triệt để những thế mạnh này thì tự khắc sẽ thu được thành tựu đáng kể. Công việc phù hợp nhất dành cho tuổi Mùi là những công việc đòi hỏi phải suy nghĩ tỉ mỉ, thấu hiểu tâm lý người khác và mang tính chất tích cực, lạc quan. Nghề nghiệp thích hợp dành cho bạn đó là nghệ thuật, viết văn, nhân viên quảng cáo, nhà triết học, vũ sư, nghệ sĩ biểu diễn. Trong kinh doanh thì tuổi Mùi khuyết thiếu ý tưởng độc lập, vì vậy nếu tìm được người cùng hợp tác thì có thể làm ít công to như là cá gặp nước, có thể phát huy năng lực kinh doanh, gặt hái nhiều thành công. Người tuổi Mùi sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc sống của họ luôn an nhàn, sung sướng bởi tuổi Mùi đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Trong hôn nhân thì vô cùng may mắn, thường chọn được những đức lang quân vô cùng tài giỏi, trung thủy.
Trong công việc thì tuổi Mùi thường có quý nhân phù trợ nên công việc của họ luôn hanh thông. Cuộc sống của tuổi Mùi sẽ có những cơ hội thăng tiến rộng mở. Những người tuổi Mùi muốn kinh doanh thì thời điểm 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch chính là cơ hội để họ bắt đầu sự nghiệp của chính mình. Tuy nhiên, làm bất cứ điều gì cũng cần phải cân nhắc trước sau để không bị mắc lừa kẻ tiểu nhân. 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch là cơ hội để bạn có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi vận mệnh, cơ hội tiền trăm tỷ chỉ sau mấy ngày. Một đầu tư từ trước đó có thể giúp bạn thắng lớn trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Tiếp theo đó là tuổi Thân. Đặc điểm tính cách nổi bật của tuổi Thân là cực kỳ tỉ mỉ, làm bất cứ việc gì đều có trước sau, sắp xếp và lên kế hoạch hoàn chỉnh, không hấp tấp, không làm bừa. Tuy nhiên, nhược điểm lớn ở họ lại là người dễ thay đổi, không quá thật thà và quá nhanh nhẩu nên đôi khi hỏng việc, vì vậy mà cần phải tiết chế và lựa chọn nghề phù hợp. Người tuổi Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm, họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật và rất nhiều thứ khác nhau. Sẽ dễ dàng nhìn thấy người tuổi Thân là có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt, mà các việc vặt như là thủ công hay may vá thì họ đều rất giỏi và nhạy bén. Người tuổi Thân vốn dễ hấp thụ kiến thức, bởi vậy bạn hiểu và biết khá nhiều. Họ có thể làm nhiều thứ một lúc cũng như là rất tinh tế. Trong đối xử, đôi khi dễ mắc bị lừa nếu thực sự tuổi Thân có ý đồ. Dù rất giỏi nhiều thứ nhưng lại rất tự tôn và khiêm tốn, không bao giờ khoe mẽ mà chỉ giữ kín cho bản thân chờ đợi thời điểm mới hiện tại. Trong tử vi của người tuổi Thân là người có cuộc sống khổ trước sướng sau. Với những người tuổi này thì biết nỗ lực hết mình vì công việc thì nhất định sẽ tạo dựng được một sự nghiệp vững vàng. Trời sinh tuổi Thân thông minh nhưng cũng có tính cách bốc đồng, thường thích thể hiện được sự sáng tạo của mình. Họ luôn muốn chinh phục những đỉnh cao mới và luôn muốn thử thách bản thân. Trong giai đoạn 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, tuổi Thân sẽ tạo dựng cho mình được một sự nghiệp bền vững, thành quả trước đó sẽ được đền đáp trong giai đoạn này. Công việc của bạn đang trên đà phát triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu dòm ngó. Quý tinh trường sinh có thể giúp cho việc làm ăn của tuổi Thân thuận lợi dễ dàng nhờ các mối quan hệ được mở rộng. Nhân duyên tốt, con giáp này được quý nhân tả phù chỉ lối dẫn đường, giảm bớt được vô khối những khúc đường vòng. Song có thể do bạn tiến quá nhanh khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh tị đỏ mắt. Thiên cẩu hung tinh nhập mệnh, con giáp này dễ bị tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình. Tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Người tuổi Thân có nhược điểm là không chịu thua ai, họ luôn muốn mình làm được và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ, có lòng đố kỵ rất lớn. Khi nóng giận thì lời nói khá là cay nghiệt, tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng lúc lạnh khó lường. Dù gì thì tuổi Thân vì quá nhanh nhẩu mà có chút thiếu sự thật thà và khó tin cậy. Nếu bạn muốn tâm sự và cần một người lắng nghe, trao cả lòng tin thì về mặt này, tuổi Thân là người không làm tốt. Người tuổi Thân thì luôn đặt thành tựu của người khác làm cái mốc để bản thân vượt qua. Họ chỉ chú tâm đến những giá trị và mục tiêu của bản thân mà đôi khi quên đi sự tồn tại của người khác. Tuổi Tý. Người tuổi Tý thì rất bộc trực, thành thật nhưng cử chỉ lời nói của họ đều khiến cho chúng ta có cảm giác người đó rất là chặt chẽ. Họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm, không bao giờ cho ai cái gì, trừ khi người đó thực sự quý mến. Giả sử như bạn có thể lấy được một vật gì đó của người tuổi Tý quý giá, thì sự đánh giá của họ với bạn thì ít nhất phải tương đương với giá trị của vật đó. Người xưa cho rằng, người cầm tinh con chuột về tính cách thường đa sầu, đa cảm, mềm mỏng, dịu dàng, song đa phần là người tốt, tính tình lại hơi ương ngạnh và có người tính nóng như lửa. Về mặt trí tuệ thì là người thông minh, lanh lợi, tháo vát, làm việc có năng lực, vượt mọi trở ngại trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi Tý thì có đặc điểm tính cách tỉ mỉ, siêng năng, chăm chỉ cố gắng trong công việc, giàu tình cảm, dễ mến, có tính hướng ngoại, thích nghi với mọi hoàn cảnh, giỏi trong việc quan hệ kết giao bạn bè và rất hòa nhã, sống có trật tự, ngăn nắp gọn gàng. Thích thu lượm, tích lũy thông tin, có khát vọng cầu tri thức, thích du sơn ngoạn thủy. Đối với người phương Đông thì chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc thì quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm,
con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn mưu trí. Những người tuổi Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Tử vi của tuổi Tý trong tháng này là một tháng có nhiều may mắn thuận lợi trong đường công danh sự nghiệp cũng như là trong tình duyên. Trong giai đoạn cuối tháng 5 âm lịch này, tuổi Tý sẽ có một năm rộn ràng vui vẻ, là người cực kỳ thông minh nhanh nhẹn, luôn tạo dựng những sự nghiệp lớn hơn. Vì vậy, sau tuổi 35, những con giáp tuổi Tý sẽ có cuộc sống sung túc đáng để người khác ngưỡng mộ. Đặc biệt, trong giai đoạn 10 ngày sắp tới cuối tháng 5 âm lịch thì tuổi Tý sẽ có cơ hội gặp gỡ những đối tác làm ăn mới, mang tới cho họ những bước chuyển biến đáng kể trong sự nghiệp. Cùng với sự phát triển về công việc, tiền bạc cũng vì thế mà nhân lên nhiều lần. Càng là người đứng ngửa ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, ở đâu và cần phải làm gì. Trong tháng 5 này, tuổi Tý bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiếm tiền có phần hơi khó khăn. Tuy nhiên thì bản mệnh vẫn sẽ tiết kiệm được một khoản khá lớn so với tháng trước. Đặc biệt là các bạn tuổi Tý làm kinh doanh nhỏ lẻ sẽ có nhiều cuộc mua bán khá lớn mà chẳng cần phải tìm kiếm xa xôi, khách hàng tự tìm đến tận nơi. Tuy nhiên đây lại là cơ hội để thu tài lộc về tay. Tuổi Mão, có thể bạn chưa biết nhưng trong vòng 10 ngày tới thì người cầm tinh con mèo sẽ đón chào cơn sóng trong vận trình của mình. Khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy. Song con giáp này vốn là người thật thà, nên dù có giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Bản mệnh lanh lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Con giáp này không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Mão càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng ở phía sau. Có thể nói cả sự nghiệp, tình duyên của bản mệnh đều không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Con giáp này sống tốt sẽ được hưởng phúc trời, hãy tận dụng nhân duyên tốt của mình. Lời nói chẳng bật tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bản mệnh khéo ăn nói thì có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao của mình. Quý nhân tương trợ, tài vận cũng thăng hoa, đường tình duyên như ý, vận trình thời gian tới của tuổi Mão quả là khiến cho bao người ganh tị. 10 ngày cuối tháng 5 là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi để những con giáp trên đột phá thành công. Các gia chủ cần mang bên mình pháp khí Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo chính là vật phẩm pháp khí của nhà Phật, hỗ trợ đắc lực cho các gia chủ tăng cường quý nhân, đón được nhiều may mắn thành công, nắm bắt những cơ hội may mắn trong thời gian ngắn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa thường có câu thiên thời địa lợi nhân hòa. Mỗi con người, mỗi sinh mệnh sinh ra đều có cho mình những số phận riêng biệt. Ở giai đoạn thiên thời địa lợi này, nếu con giáp nào biết nắm bắt cơ hội bùng nổ, tiền tỷ không còn là điều khó khăn. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, nếu bạn rơi vào những con giáp may mắn bên trên, hãy tận dụng cơ hội những ngày cuối tháng 5 này để thay đổi vận mệnh, phát tài, phất lên như diều gặp gió. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video về luận giải tử vi tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.